Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Thì như các bạn đã biết thì qua phát phiên bản 3.0 thì có một cái tính năng mới, là cái tính năng phù hiệu. Thì sẽ khiến cho chúng ta không biết Nagaroth nên chơi phù hiệu gì hay một vị tướng nào chơi phù hiệu gì. Thì mình sẽ gửi đến tất cả các bạn, đầu tiên là mình sẽ gửi một cái phù hiệu chuẩn, bảng ngọc chuẩn và bí đồ chuẩn của Nagaroth. Và tiếp tới mình sẽ chơi phù hiệu đấy và tặng các bạn một clip siêu phẩm, siêu đỉnh cao, cho các bạn thấy cái phù hiệu này giúp Nagaroth nó mạnh như thế nào. Và mình khẳng định luôn, đối bản thân mình, Nagaroth hiện tại bây giờ nó mạnh nhất trong cả liên quân bay trong khu vực đi rừng. Thì đầu tiên mình sẽ đến đó là cái trang bị các bạn nhé. Đây là trang bị Nagaroth của mình này. Các bạn hãy chơi với một chút. Mình sẽ chọn nám. Trang bị Nagaroth của mình sẽ là kiếm phi hôn, tốc chảy, dây hù về và cái thứ xuyên phá, phức hợp kiếm và thành kiếm và giáp bối xính các bạn nhé. Đây là cái build mà chuẩn nhất của mình hiện tại. Và cái bằng ngọc của mình nó sẽ là, đây là bằng ngọc của mình, lá cà rốt đấy, 16% hút máu, 16% tốc đánh, 6 thứ xuyên giáp phân nắm. Bằng ngọc này muốn làm như thế nào thì mình sẽ vào ngọc đỏ này, mình sẽ cho nó là tốc đánh tí màng này, mình sẽ vào 10 viên. Ôi sao lại có đít có vai đấy vậy. Rồi 10 viên này. Và ngọc xanh của mình sẽ cho nó là lục có vật lý và xuyên giáp các bạn nhé, mình sẽ bỏ cho nó 10 viên nhé. Rồi ngọc tím này thì mình sẽ đào bỏ cho nó 10 viên hút máu 1.6% này. Đấy các bạn. Đấy. Thì nó sẽ ra cái bằng ngọc chuẩn này. Và cái quan trọng nhất đó chính là cái phù hiệu. Phù hiệu của Nagaroth thì nó sẽ như thế nào? Thì đấy là cái phù hiệu quan trọng bậc nhất đối với Nagaroth các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ chỉnh một vị tướng khác để ví dụ đấy, chẳng hạn là vị tướng này. Thì đầu tiên mình sẽ chọn cho nó cái nguyên tố thứ nhất, đó là vực hồn mã, đấu sĩ sát thủ gồm các lĩnh vực hồn nguyên. Mình dùng này. Khi chọn cái nguyên tố này xong, bắt đầu chúng ta sẽ ra một cái nguyên tố thứ hai, đó là cái lướt tăng các bạn nhé. Mình sẽ chọn cái này bởi vì là khi nó lướt được cộng dồn một dư ảnh trong 2 giây, tối đa cộng dồn 3 lần. Đấy. Thì khi toàn bộ ảnh trên một giây sẽ gây sát thương các bạn nhé. Đúng là như vậy, mình sẽ dùng cái này. Và tiếp theo mình sẽ dùng cái tăng sát thương này các bạn nhé. Nhận 12 cho đến 40 công một tí và ngược lại sát thương phép thì nó sẽ được cộng phép. Đấy mình sử dụng. Và cái quan trọng nhất của đội tuyển Nagaroth mình muốn truyền tải các bạn, đó là cái giảm hồi này. Khi tất cả các bạn chơi con Nagaroth này, các bạn chỉ cần nhảy vào một con bó chiêu bá một phát thì lập tức cái bộ con bó chiêu 1, chiêu 2 của Nagaroth sẽ hồi lại thời gian hồi chiêu, thì giúp cho chúng ta combo xong chúng ta sẽ bay được về nhanh hơn. Đấy. Và cái thứ ba quan trọng đó là mình sẽ chọn cái thanh nguyên này, tất cả dạng tướng của kỹ năng sáng tạo, và mình sẽ dùng cái này. Cái thứ ba mình sẽ dùng cái quan trọng thứ hai của Nagaroth, đó là cái bào mình, đó là cái liêm đoạt mình các bạn nhé, sẽ giúp cho Nagaroth nó bay vào rất là tự tin hơn. Đấy mình sẽ dùng cái này. Cái thứ ba này thì mình sẽ dùng cho nó là cái thích hợp xạ thủ pháp sư. Tại vì sao nhiều người nói là Nagaroth sát thủ làm gì nó hợp. Đấy, khi mình kết hợp cái nguyên tố này thì nó sẽ ra được cho mình cái nguyên tố quan trọng này, là cái tăng sát thương các bạn nhé. Sát thương gây ra cho tướng địch tăng 3% sát thương, nhưng phải chịu cùng tăng lên 2% sát thương. Đấy, đúng là như vậy, chỉ dùng cho từng cần chiến. Và đây là cái bộ phù hiệu của Nagaroth. Và các bạn hãy đón xem với bộ bá bằng ngọc biểu đồ phù hiệu của mình thì mình sẽ cho ra một siêu phẩm ở đánh thích đấu nó ghê như nào. Mời mọi người hãy cùng xem clip siêu phẩm này ạ. Sát thủ anh nghe được nhé, em con bị cướp ở đấy. Cho anh thông tin đi. Số nhân này. Nó cướp đó. Rồi.
bất tế tụi dưới đấy sao vào bít 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 đây đây. Kén kén. Tôi coi chủ cái nước rửa nhé. Tập cái cõi nhá, bọn này kéo nhau đấy. Rông. Thấy quả chào gì không? Chào đây giúp chủ quầy cá chào ấy. Có nhá. Về luôn. Yên tâm. Chào đánh cá đi, chào đi chào. Anh mặc giáp mà. Từ từ thôi, ta lết được kiếm nó ngon nhá. Thằng Violet ra đâu rồi, bùng nó sảo vang được ấy. Violet kìa. Hay. Hay quá. Rát này. Ui da lố. Con chiếu lại đấy. Mẹ thằng bác còn giữ cái chiếu bác ở chơi mình cái máy này. Tôi chào yếu nhá. Lu. Sao Violet lại chết đâu vậy? Chào anh cái tuấn kính nát. Chào. Cấu. Trời ơi, cứu. Ra yếu, đánh đi, đánh chỗ, đánh được. Chủ nè, kìa nó, kìa.
Cái kia có chủ nữa. Nè này, rau cơ này, rau cơ này. Cho tụi nó luôn. Hay quá. Kính được nhá. Kính này. Kính nhanh. Nó này đừng được nó nữa. Nhánh này chọc chọc đấy. Bỏ bỏ quá, chủ này chủ chuống của Đức Phật nhá, dôn nhánh này. Hay quá. Các bạn thấy kính căng thẳng của mình bị mất nhà, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Mình sẽ tập trung trận đấu cái đó, sóng trận nó bắt đầu mình sẽ. Chỉ có 7 vào. Cháu ấy coi đấy, 2-3 người đấy cháu ạ. Cháu đánh cáo quá, cháu là cái mục tiêu của tím nó dễ dàng quá cháu ạ. Không đánh nhá, không đánh nhá. Con bị công mất. Xuống đây trong trang lách xuống đây dưới cho anh nào, không tập trung ở mít làm gì cả. Di chuyển đi, xuống được vô tư. Xuống đi. Đánh đừng có đừng một chỗ thưa thải quá. Rồi anh Jimmy anh đánh kìa. Không đánh nhau đâu rồi. Lu. Biết kìa, ra. Sức bỏ mình đâu ra. Lách phải nghe anh, em có được đi chung bởi hai cái thằng đấy. Em không bao giờ nghe anh cả nhờ. Em đánh với anh mà em không nghe anh. Em có đi chung với hai cái thằng con này nó phéo đấy này. Nghe anh ấy xuống đầy mít ở dưới. Còn hai thằng đi chung kết kìa nó. Đánh với Dương nghe anh đi, em phải nghe anh, không được nghe anh cả. Tao cầm lại kết tiếp kìa. Đánh đầm vô lý. Đánh với anh mà không nghe anh thì nghe ai vậy? Thằng Tập là một cái thằng bị ké dễ nhất cho nên cháu không được đánh cáo nữa. Chém được luôn gì tốt? Được. Chết rồi. Đánh đấm bọn này, đánh đấm cứ phải đẩy quả dưới cá lên cho chủ nào rập. Đẩy với chủ là nghe chủ nào, chủ côn đâu nó phải đi lên à. Đánh những trận đầu địch cáo cắn thẳng như này phải nghe chủ đi. Chủ côn lết game chuẩn. Thằng chọc cáo quả lên, thằng lách có thần chết. Giết cháu ơi. Quá kinh luôn nhá. Kinh. Ép được cái thằng rác chết rồi. Nó có ra một rác luôn. Cháu ơi kinh, chọc. Khởi động giúp chuẩn kinh nhá, quả bít cáo. Lách qua đấy, hai cái này kia nó. Hai cái này là ta phải gánh nó. Chơi rau coi chút được. Rồi kính được nhá. Giết được. Ui nó bọc kìa. Hai thằng này đi nhá, phải cuộn bá chủ cháu ta đánh chúng với nhau nè. Chứ đừng có đi theo hai cái thằng đấy nè. Dằn lại lần nữa nè. Chứ một hồi chết chúng bị bá thằng đấy nó xong này. Rông nhá. Rông lực này. Rông lực tốt đang cao rồi. Cố gắng nghe chủ đi. Thằng Trọc ăn trong cái chủ để về giúp chủ nhá. Cháu là rồi cho thằng gấu về luôn. Về luôn cháu. Đang kê rồi. Kê ra hồi kìa. Rồi ok, đợi từ từ. Đừng đó. Mít thằng lách ra đi. Ra đi mít chủ luôn. Đấy, tận dụng đi pháo đi cháu. Rồi thằng Cọc quậy cá này, chủ đầy thế một tớn quậy này là bắt đầu tập trung con kinh cống này. Thằng Cọc đừng 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 đỏ nhá, khi nào chủ này ăn kinh cống là ăn nhá.
Di về gấu ấy. Kính cống chào ơi. Window ok, rồi nghe. Hai đường nhé. Win luôn chứ hai đường gì nữa. Win được. Hai này. Tự nhiên hai đứa đấy mà nghe tao từ đầu ấy thì phải có một trận thắng thuyết phục không? Không bao giờ bị lật keo những cái phá để luôn ấy. Phải đánh với Dương phải nghe anh. Những cái trận đấu căng thẳng nó phải nghe anh côn. Đấy. Rồi một lần nữa mình xin chúc tất cả các bạn có một buổi trưa vui vẻ nhá. À, và mình sẽ luôn luôn cống hiến cho tất cả các bạn những trận đấu gọi là hay nhất. Và kênh của mình bị mất đế sức đấy, thì mình rất hy vọng tất cả các bạn, các anh các chị có thể giúp cho em một nút chia sẻ này, có thể là giúp giúp cho kênh em có thể là ăn lẻ được đề xuất lẻ. Cảm ơn tất cả các anh các bạn nhiều. Rồi giúp cho em một nút chia sẻ đấy ạ. Em cảm ơn ạ. Rồi tiếp đi.